Hello anh chị và các bạn, hôm nay Steven và gia đình đi xuống đi qua Washington DC chơi. Tối thì ở khách sạn rồi ngủ một đêm, rồi ăn uống sáng sớm ăn uống ngay xong rồi đầu giờ đi qua bên mình coi cái tham quan thắng cảnh ở Washington DC. Thì anh chị nào mà chưa có đi ở Washington DC á thì mình quay sơ lại cho anh chị và các bạn biết những điểm cần phải đi chơi. Rồi Steven mới vừa chạy tới kia bút chì, còn xéo qua bút chì thì có Nhà Trắng. Washington DC thì hôm nay cũng có gia đình nhỏ em của mình với thằng em rể đi chung á, Dũng với Quyển với Dustin đi chung luôn. Rồi mấy anh em đi một vòng chơi bữa nay, rồi anh chị nào các bạn mà chưa có đi Washington DC á thì theo chân mình để tham quan những cảnh đẹp ở đây nha. Ok, quấn chân với Dustin rồi. Tình mới là chân dài á. Thôi bớt, đi đâu được bình thường. Thôi bớt cần tốn có mấy trăm ngàn để đôn lên, để tình đâu cần đôn đâu. Sớp bên. Em Bi xuống chơi Bi. Bi ơi đẹp quá Bi. Bi. Xe bớt kìa, xe bớt kìa. Đứng đây này. Anh chụp hình cho hai mẹ con. Trời ơi, bắt ba gì nghệ thuật mà bắt ba quên cái này luôn. Nước thì đang chạy xuống nước thì nó máy bay về đi. Này này cứ hơi dậy ra nè. Máy bay về đó là canh kia. Không có nằm giống như anh đâu. Mày ướn nè, chưa gì vậy, cô Tư à? Cô Tư với chân cũng bằng nhau à, đâu rồi à. Nó nói mẹ nó ngắn. Nè. Chân đẹp quá trời luôn. Quý vị xem tôi chụp hình nè. Kìa. Rồi. À. Anh ba chụp đi, anh chụp tắm đi. Ờ, mỏi cổ quá. Thấy vậy còn chơi thì thấy. Trời, con chân đẹp lắm kìa, lại coi con chân kìa. Anh ba chụp mất cái chân rồi á. Không mất. Mẹ. Chụp điện thoại này, điện thoại đi, biết gì sao nữa, điện thoại này nó. Rồi. Cười nhìn ba bắt ba cười. 1 2 3. Oh man, đẹp quá Bi ơi. Trời. Rồi, thank you. Bây giờ hai mẹ con hả? Hai mẹ con mày làm bắt ba mày hy sinh vì nghệ thuật luôn á. La lết luôn. Chèo cổ trời đã quên luôn cái con rồ á. Phải không? Bỏ làm đó đó. Dạ chứ, quay phim lấy cảnh mà. Cái gì? Cái này nè, bỏ được. Ừ, quay lấy cảnh mà, để quay lấy cảnh mình kia mình chơi mà. Ông nghiêng khùng. Đừng có nói nữa, vô quẹo cổ rồi nè. Quẹo cái ông khỉ nhỏ chụp dễ vậy. Chụp tới quẹo cổ luôn, gần gần la nữa. Thi. Sao làm sao? Hướng bên kia là White House nha anh chị và các bạn. Cậu xếp đeo lại. Cậu cần người chào. Hello, welcome to Washington DC. Ở một nơi tổng thống đang ở nhà mà con. Hướng này là một cái bút chì cao. Còn hướng này qua đây là là thần tượng ông Biden sao không? Ok, chúng ta đến Washington DC rồi nha. Ok, sau lưng mình nè, sau lưng mình là cái tượng đài bút chì. Cái phía bên kia của tượng đài bút chì là bên kia tượng đài bút chì là cái Nhà Trắng. Đi qua mấy công viên. Okay. Bên đây là cái tượng đài bút chì nè. Giờ mình đi vô tới đó coi cái tượng đài bút chì. Hả? Sao hả? White House bên tay lưng mình nè. Còn cái đó là Pentagon phải không? Ừ. Pentagon, cái đó là Pentagon á.
cái đó là như Lincoln mê. Lincoln như hướng kia phải không? Bên tay phải không? No, Lincoln hình như là nằm dưới hướng. Ờ, Lincoln ở dưới kia. Lincoln nó có cái hồ dưới đây. Ủa, hôm Vũ bị cắn rồi sao Vũ bị vậy? Vậy Linh Thủy lấy xà bông trà nó. Mô trà rồi. Em đi cái tiếng không? Nè. Quá trời đi. Cũng mừng, cũng cần tới dai đó. Mấy mốt lần sau gặp chắc tới nách luôn á. Đứng hồi nách. Chỗ này thấy nhỏ cho lại bầu xa thấy mẹ luôn, tại cái tượng đài đằng nào nãy nhìn anh phải không? Ở từ từ. Chỗ này thấy nhỏ với lại bộ thử coi gụng chân luôn á. Oh man. Chỗ có hồ mà bữa mình ngồi mình chụp hình đó không nước đó. Bữa nay đại gia có anh Dustin đẩy hay sướng mấy anh. Rồi tập cái điệu nhảy ra mà nhảy được á. Nhảy ngay chỗ này luôn nè. Đi hết cái vòng này là khỏi exercise luôn á. Bữa nay á. Đẹp không Bi? Wow. Đẹp quá. Quá. Nè chụp lại gần cũng đẹp. Không đẹp. Em muốn chụp lại đứng ở ngoài nè, chụp vô. Nên ta chụp ta nằm nè. Nằm xuống hả? Muốn đi lên cho biết đi. Mấy đứa này đi hồi còn ớ, Bi là lần đầu tiên đi á hả? Không tới. Xa gần chút. Mày lên đẹp mày. Mày. Bà con đi lên trên này chơi. Chớm nữa kìa. Đang live á. Thì nó trốn cái này nó chơi về dọc nước. Ok, hiện tại thì chúng mình mới vừa tới chỗ Cabin Key ở Virginia. Này trên núi rất là đẹp. Đây cũng có nhiều người đi chơi lắm. Ở đây kêu bằng cái động, cái hàng núi á, mình vô trong hàng núi mình xem. Tí anh chị và các bạn theo chân mình đi theo vô hàng núi lần sau nha. Ok, giờ mình đi vô đó mình mua ticket nha. Mình chạy đi mua ticket mình vô hang động thiên thai, cái hang động Cabin Key. Ok, mình đi vô chỗ này mình không có chần ngại, trả tiền đậu xe. Chỗ này thì nó bán đồ chơi cà phê luôn á, bên kia thì bán đồ lưu niệm. Xe thì ngoài này free. Cái đình vô đây cũng khoảng chừng 1.5 tiếng á. Ok mình. Hai con thí. Mày có 5 người không? Five. Yeah, we have 5 of them. Thank you. Here, right? Over here. Okay. Good
Okay, we have five people. Awesome. Okay. Vô 5 người, 160 mấy đồng. Còn quên gì nữa ta? Bỏ túi rồi. 160 đồng cho 5 người. Nát chú bé. Đâu đi lại chùm mền đây mày. So we don't have to go climb the rock and all that, I think weird things, right? Cái này là Luke Gray Cavern Cave. Kìa, nó có cái hồ người ta đang câu cá ở đây. Beautiful cavern of Luke Gray, Virginia. VA là Virginia. Để tắt. Andrew Campbell, Benton, Duffin and William. Có hai ông là như anh em thôi là hai ông Campbell chắc anh em à. Hello. This is my photo. There you go, you got one. Này kia đưa anh, này kia còn đi vô hang động thiên thai. Phim mình thấy nó nhỏ vậy thôi anh chị, các bạn nếu mình đi ở ngoài mình dùng về thấy rất là rộng lớn nha. Bà con tham quan vô đây cũng được. Ủa này cái hàng năm nó thiết đẹp quá trời đẹp ha. Nước chảy cả ngàn năm nó thành đường gì chứ bình thường là dễ. Rồi hay con cái là biết không? Trên này là đá mà dưới này mình đi vòng vòng như này là thấy nguồn cung không? Ở trong này mình cứ đi đuôi cuồng ở trong này với mình đi dưới hầm á. Không biết tưởng tượng mà nếu mà lỡ mà nguyên cái vàng đá này mà rơi xuống cái không biết làm sao luôn á. Nó đá nó có cái hình thù rất đẹp. Ôi, nghe cái này lên là ba cháy luôn á. Look over here. 1 2 3. Trong này nó đi lòn với tượng mấy cái lỗ không người ta đi bên kia không. Thousand years is this? Must be a couple thousand years before you get this. Còn cái bự hơn cái này là cái khủng khiếp hơn cái nãy nữa. Ok, đến đây hết là đỡ mỏi rồi đó. Cái thằng mà nó nghĩ ra cái con đường này đi ra cũng hay á. Nhưng cái là xây sao mà chứ đừng có bị hư cái hang động nữa chứ không. Ok, 115 Wishing Well. Thì nghĩa là cái chỗ Wishing Well là ước mơ. Is any gold coin down there? Chỗ này nó collect tiền lên nó từ thiện á thấy. Hàng năm cái nhân viên người ta sẽ lặn xuống đó người ta xả nước ra người ta lụm mấy tất cả tiền này người ta tặng cho từ thiện. Hiện tại thì tới thời điểm của năm rồi như năm rồi á thì cái chỗ này đã nhận được 1,180,283 đô 30 cent.
Ok, mình cũng tặng, mình cầu nguyện cho những nạn nhân, không phải nạn nhân kêu, những người bị ung thư đồ á, họ tặng cho mấy chỗ luôn nha, chữa ung thư. Do well in school. Nữa. Cô thấy phấn đi. Sợ ma. Sợ ma. Đi vô trong hang động coi mà sợ ma. Ra đi ra. Bài ký đi. Đi xuống hang động về xong thì mình đi ra ngoài. Ok, anh chị nào có đi qua và chia nha thì nhớ ghé qua chỗ này chân là nha, ở Blue Gray Heaven Key. Một tí nữa mình sẽ để cái địa chỉ ở trên cái màn hình đó, nếu anh chị nào mà có qua về chia nha DC chơi á thì từ Y Đình thì lái qua bên đây cũng khoảng chừng 73 mile thì cũng khoảng chừng một tiếng 25 phút tới 1 tiếng rưỡi. Nó chậm thì tại vì mình lên núi rồi mình chạy xuống lum la chứ gì, nó hơi chậm thôi chứ lau kẹt xe thôi. Đúng ra thì 7 mấy mai cũng chạy khoảng chừng tiếng, chắc chừng tiếng thôi, mà tại vì cái đường này trong chạy trong núi mà không dám chạy nhanh, phải không, thì xuống lên dốc xuống dốc cái ghê lắm, mình chạy nhanh cũng nguy hiểm. Cái cảnh này mình đậu xe này thoải mái free. Đi mẹ nó bằng nghe đây khóc đó. Blue Gray Heaven King Pool. We go heading home. We are heading home. Yeah. Okay. Tiền nhiều quá rất là lúng lẳng. Mấy anh cái này mày không nhờ như thế này, như dưới lòng đất gì mà có một cái. Ngầu quá. Ok các bạn ơi, sau 4 tiếng mấy thì mình đã lái tới South Carolina. Hiện tại mình ở Myrtle Beach ở South Carolina. Đây là cái hồ của khách sạn. Hai bên của Mama Area phía trên nha. Tại vì bên là của club thì nếu anh chị nào có bạn mà có trong cái club member thì mình giúp bên đây có thể ra cái khách sạn kia. Cái hai bên này là của khách sạn hết. Khách sạn Mama Area hết. Đây là con đường ra biển. Đây là của club member. Đây cái hàng này là mấy cái club member á, mà họ vô là resort, họ ở đây tắm biển chơi vui. Check in vô JW Marriott ở South Carolina, ở đây một đêm. Một tí ra quay biển rồi mình đi ăn nhìn vòng cho các anh chị và các bạn biết cảnh ở South Carolina như thế nào nha. Rất là lớn.
Orlando. Because we go down that way to 95, then we take an I-4 home. Just maybe we can eat first, because it's a long drive, so we have to eat dinner with you before you go home. Otherwise, you go home like no food. Trang Mary ở South Carolina rất là đẹp nha anh chị các bạn. Nếu anh chị các bạn nào mà xuống South Carolina ở Bottle Beach á, thì mình ở nên ở khu Bắc, đừng ở khu North nha, đừng ở khu South, thì cái South nó hơi hỗn tạp tí thôi. Ok. Chứ mọi chuyện dầu khám phá đi lặng biết chị lấy bộ đồ mẹ nó nói đi biển mà mẹ nó biết chị lấy bộ đồ qua ăn hà ba chị mà nó đông quá giờ qua ăn crab thấy con cua bự quá giờ thử con cua bự này sao. Chạy quanh kia tới ăn nhà ba chị cái tiệm Japanese mà nó đông quá cái đầu cái qua đây ăn cái chai crab. Yeah, ăn buffet. How you doing, man? Hey. Ra là nhà ba chị. Tất cả các ba chị luôn. Đây là trong này mình đi tắm nó cho mình khăn. Để chồng lấy khăn ra mình tắm. Miễn ai thích tắm hồ á. Có hai cái hồ. Còn ai muốn tắm biển á, thì đi xuống kia, nó có cái đường đi xuống kia là cái private beach của khách sạn này, Marriott. Nếu anh chị nào mà đi qua bên South Carolina, ghé bên Myrtle Beach á, thì mình nên thử cái Marriott Hotel nha. Tại vì mình có nói chuyện với mấy người sống ở gần đây á, họ nói mình nên ta book mấy hotel mà ở vùng North là hướng Bắc. Hướng Bắc thì nếu mình tắm ở... Where are they? Ăn không? Chúng coi đây. Nhiều chỗ chơi nha anh chị các bạn. Có hai cái hồ, hồ bên kia, hồ bên đây. Nếu ai thích tắm nóng thì trong cái trong khách sạn nó có tắm nóng luôn. Otherwise, just... Ở đây là mấy cái ghế cho mấy người mà ở khách đây họ tắm xong lên phơi nắng thôi. Bên kia cũng có mấy cái chỗ ngồi chơi á, có võng luôn nè. Khách sạn bên đây nè. Bên kia là nhà hàng. Nó cho chúng ta ngồi đó là nhà hàng á. Ăn xong nhìn ra biển. Nghe nói lại câu chuyện hồi nãy mà anh chị nè các bạn xuống đây nên ở hướng Bắc của Myrtle Beach á, thì nó sạch sẽ hơn nha. Tại trên này á, thì khách sạn đa số là private beach thì nó sạch hơn, còn ở dưới kia là public cái gì nó hơi dơ. Còn cái chỗ khách sạn nó có cái đường đi ra biển, nó có cái cầu đi ra đây nè. Jack, go in. Go down, go down, go down.
ơi. Khoái ơi. Ô mẹ gặp nước lên khoái ơi. Tại nó nói từ cái khu nhà mà đó đúng không? Từ cái khu nhà mà cái này là cái brand của tao, cái tủ nhà này cho mướn mà. Nó mua tao là Airbnb á. Từ cho building đó mà đi ngược dưới này á là biển sạch. Vì sao? Tại cái khu dưới kia là mấy tụi mà nó đi nó không ở đây á, nó lại đậu xe cái khu nó tắm gì đó đông lắm. Còn trên này là khách sạn là của khách sạn thôi. Vậy nó sạch thôi. Đó mà biển thì sạch thiệt. Dạ. Yeah. Biển sạch. Không một cục rong luôn. Ừ. Thôi dậy sớm thôi, giờ đi vô trong tắm hồ tiếp. Lạnh chưa Bi? Lạnh chưa? Đi rửa chân đi. No. Come on man. Where are you going? Hmm? The pool over there. Go to the pool. Huh? Ôi cái tay. Anh đừng kì, vui không, vui không? Thôi kìa, cái mồm anh một tay. Bay bay mạnh lên, 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 mạnh lên. Thấy người ta xuống thì cũng nhào nó muốn xuống luôn không? Sớp nè. Này nè. Looks green. Vô tay, vô tay, bơi, 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 bơi. Mày nhìn mấy con chim. Cạp luôn, cạp luôn.